Disco nữa. Oh my god. Tinh luyện 10 của mình. Ok, hello anh em. Thì sau cái lần ngu si ngày hôm bữa thì mình quyết định là mình sẽ phải đi tìm lại chính mình, đúng không? Tìm lại chính mình, tìm lại cái bí kíp một thời của mình chứ. À, nói lại thì nó hơi sầu xíu nhưng mà thôi, lần này nhạc game giật mình thì mình phải làm thôi anh em. À, không để tin được, nó dám phản bội mình anh em. À, ok, mình sẽ luyện hết 500 ca lượng này coi nó ra không ha. Giờ mà nó không ra nữa đi. Ôi, nó lát rồi, chết chết chết, có không có tương lai. Mình sẽ tua cái đoạn đi tìm này ha. Nào có đoạn highlight thì mình sẽ quay lại. Hôm qua là khu 19. Hôm gì? Hôm cái bữa mà siêu xe là khu 19 là xịn đó. Mới qua khu 19 là khá mạnh, nó mà ra ngon nữa là cảm tạ. Thấy tăng 14 kinh nghiệm khi đánh quái là thấy quê rồi. Ôi, ghẻ anh em à. Không tệ, không tệ. Trời ơi, đen thế anh em nhờ. Tự nhiên dòng cuối, hai cái dòng cuối thì nó không được xịn cho lắm. Yeah. Cuối cùng cũng tới nè bạn. Há, tấn công đi. Ồ, tấn công đi, tấn công đi. Má, quá xuất sắc anh em ơi. Yes. Yes. Hai tấn công, một cái chí mạng với một cái chính xác, vậy là nó cũng cỡ xem với lại cái bí kíp cũ của mình rồi đúng không? Yeah. Cuối cùng cũng có ngày này anh em ạ. À, và mình sẽ sử dụng, mà tính ra là tấn công lần này sẽ nhiều hơn. Lần trước thì có cái phản đòn nữa nhưng mà thôi, mình sẽ không cần, mình sẽ lấy dòng MB đi. Nói chung là hồi bữa mình mở con sói nó cũng ra MB, dạo này có duyên với MB hay gì á. Nhưng mà nói chung là ngon rồi. Mình sẽ chắc chiêu từng cơ hội. Ê, má, bấm lộn anh em à. Mình sẽ luyện thêm cái này nữa, mình luyện thêm coi coi có cái dòng nào mà như mình nói ở cái clip trước, đó chính là hai tấn công. Một cái một cái hai tấn công với một cái gì nhờ, giảm cái gì á, miễn giảm sát thương với một cái né hoặc cái phản đòn đồ này nọ, thì để coi coi có không ha. Ha, quá xuất sắc anh em ạ. À, tự nhiên mình tỉnh lại luôn. Nãy giờ mình mở cũng 10 phút á. Ai lại nữa anh em ạ. À, trời ơi, nhìn thấy băng công là mình thấy hấp dẫn rồi. Mà tiếp à. Trời ơi, phản đòn luôn. Tấn công nè đúng không? Tấn công đúng không? Trời ơi, quá xuất sắc anh em ạ. À. Yes. Yes. Cái này là 980 cộng 268 là coi như 1.200 đi, coi như 1.200 đam đi.
Cái này 600, 650, 600. Cái này nó cũng xem nè, chí mạng chính xác MB. Một cái này là chính xác phản đòn. Ơi nó cũng xem nhau à. Nó cũng chỉ có chẳng có lệch được bao nhiêu đâu. Mình thấy hai cái này ngon rồi mà không biết cái nào là ngon nhất anh em nhỉ. Ồ, má thơm quá. Cái này hình như là cỡ 1.200 bốn bốn mươi tám 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 1.248. Còn cái này là anh em 664, cỡ 1.300, ôi 1.300 lận à. Vậy cái này vẫn ngon hơn anh em ạ. À, cái này vẫn ngon hơn nhưng mà mình không có cái phản đòn anh em ơi. À, phản đòn cận chiến mình đang có 260 mấy nè. Thôi nói chung là chắc khỏi cần phản đòn đi. Mình sẽ luyện tiếp cái này ha. Mặc dù đã ra ngon rồi mình vẫn phải luyện. Mình luyện xem coi cái tỷ lệ nó ra ngon hơn nữa hay nó dễ không ha. Ok anh em coi tiếp ha. Trời ơi. Ví dụ dòng cuối mà ra băng công thì nó phải gọi là tuyệt cả là vời không? Tại vì nếu mà anh em mở một dòng tấn công đó, thì nó sẽ hơi bị thọt về cái tấn công. Như clip trước mình cũng đã nói. Đó, nó kiểu kiểu vậy thôi chứ. Nếu mà anh em mà F2B free to play á, thì anh em cứ thoải mái mấy cái việc đó đi chứ mình anh em đừng có mở xả xỉ làm gì, nó khá là tốn lượng anh em chơi, nó sẽ gây cho anh em những cái cảm giác khi khó chịu, nhiều khi anh em mở không được anh em cảm giác khó chịu bứt rứt á, nên anh em cứ tùy theo mức độ lượng của anh em còn nhiêu thì anh em mở thôi. Đây, tấn công MB HB chí mạng băng công. Trời ơi thiếu cái băng công anh em ạ. À, vậy là cái này thì cũng ngon nhưng mà nó bị thơi thọt về tấn công. Nếu anh em không cần tấn công thì anh cứ thoải mái sử dụng nó ha. Đó, khá mạnh nè. Tấn công 600 là hay có băng công lắm. Phản đòn má tăng 13% kinh nghiệm khi đánh quái. Cái còn cái này mình không thích đó, hay ra băng công lắm anh em ạ. Wow, cái này miễn giảm sát thương nè, cái này cũng khá là ngon nè, mà nó tăng 13% khi đánh quái này, nó chắc chỉ để đi up thôi anh em ạ. Up level thôi chứ giờ ví dụ mà sau này anh em nói chung là tấn công, phản đòn, băng công và miễn giảm sát thương là cũng khá là ngon nhưng mà anh em sẽ bị thọt về chí mạng. Nói chung là thôi. Bí kíp ngon thì nó cũng đã ra khá là nhiều và cái tỷ lệ ra thì anh em để ý ha, thì nó cũng có lúc ra xịn có lúc ra dỏm. Nếu mà anh em nhiều lượng thì có thể trải nghiệm, mình nghĩ là tầm khoảng 100k lượng hoặc là 50k lượng là anh em đã có thể ra được một cái bí kíp ngon rồi. Tại do mình quá xui anh em, mà mình nói thiệt cái ặc này hình như nó không có thương mình hay gì á, nó toàn cho mình những cái gì đâu không à. Ok
Thì cái bí kíp này thì nó hơi thuộc về tấn công nè, nhưng mà nó lại bù lại thì có chí mạng và chính xác. Còn cái này thì nó có tất cả, thiếu chí mạng. Và cái dòng tăng 13% này thì chắc là mình sẽ dùng cái bí kíp này đỡ để mình đi train quái, mình train level ha anh em. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Clip sau thì mình sẽ nâng bí kíp lên cho anh em coi luôn, thì coi là nó tốn khoảng bao nhiêu cái viên đá thủy thạch ha. Để hôm sau mình đi gom gom mà mình làm cho anh em, mình tại mình có là 15 viên mình không có làm được. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo.